Hello, chào các bác quay trở lại với kênh Di động MV, chuyên mua bán trao đổi điện thoại cũ giá rẻ. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 9 à tháng 10 2022 thì em chúc các bác ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc các bác nhá. Thì hôm nay thì em lại lên các cái video của cửa hàng em đang có về những cái mẫu điện thoại smartphone chính hãng. Thì bác nào thấy cây nào phù hợp thì các bác có thể liên hệ bên em qua hình thức. Một là các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng em để xem máy, là địa chỉ 111 Triều Khúc. Đấy. Cách thứ hai là các bác có thể đặt cọc trước cho bên em 1 cho đến 200.000, em sẽ ship cho các bác đến tận nơi luôn. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng rồi các bác thanh toán các bác nhé. Fanpage Di động MV này thì các bác vào Facebook ấy, các bác gõ là Di động MV này sẽ ra cái fanpage của cửa hàng em. Các bác liên hệ bên em để bên em tư vấn cho các bác nhé. Hay ví dụ như là cần mua máy tầm bao tiền thì em sẽ tư vấn cho các bác. Bây giờ thì em sẽ quay về cái dòng điện thoại nhà em đang có này. Đầu tiên em sẽ quay về những cái dòng iPhone trước. iPhone thì hôm nay có ít thì em quay trước, sau đó em sẽ quay về dòng Android các bác nhé. iPhone em mới về được một cây iPhone 7 Plus này, bản quốc tế 32GB, máy quốc tế. Trước khi quay iPhone thì em nói luôn, iPhone tất cả những cái máy nhà em quốc tế này em bao trọn đời là quốc tế nha các bác nhá. Kể cả hết thời hạn bảo hành rồi thì là quốc tế, em vẫn bao trọn đời. iPhone 7 Plus bản quốc tế Mỹ 32GB này, máy thì full tất cả mọi chức năng, hiện tại pin của đang là 83% nha các bác nhá, máy full tất cả mọi chức năng. Đấy, bản quốc tế 32GB, hình thức cây này tương đối đẹp, máy main zin màn zin. Đấy, tương đối là đẹp các bác nhá. Máy này hiện tại thì em đang thanh lý cho các bác là 3.200.000. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một máy 8 Plus này. 8 Plus em có một máy bản quốc tế 64GB. Máy hiện tại thì full tất cả mọi chức năng, main zin, màn zin các bác nhá. Máy vân tay các kiểu đầy đủ hết này. Máy nào lỗi gì em báo luôn. Máy thì là full tất cả mọi chức năng, em báo full tất cả mọi chức năng. iPhone 8 Plus iOS 14 này, bản quốc tế Mỹ 64GB, máy full tất cả mọi chức năng nha các bác nhá. Vân tay các kiểu đầy đủ hết này. Đấy, pin hiện tại đang là 89%. Cây này thì máy rất là chắc chắn nhá, cầm cực kỳ là sướng luôn. Dòng 8 Plus này dùng rất là bền. Đấy, 8 Plus em đang thanh lý, máy này là 4.500.000 nha các bác nhá. 4.500.000. Tiếp theo thì em giới thiệu đến các bác một cây iPhone X bản quốc tế 256GB. Máy này thì full tất cả mọi chức năng, hình thức đẹp nha các bác nhá. Hình thức đẹp này, Face ID đầy đủ hết. Đấy, main zin, màn zin, pin đã thay rồi và dùng xuống còn 98%. Máy này thì em cầm đồ lại của khách thôi. Cây này thì bản quốc tế Mỹ này 256GB nha các bác nhá. 256GB các bác lưu thì cả thế giới rồi. Pin 98%, máy full tất cả mọi chức năng, cam trước, cam sau, cam trước này. Đấy, ở clip trước thì em lên video thì các bác mua rất là nhiều rồi, nó vãn đi rất là nhiều máy rồi. Thì ở cái clip này thì em lại về thêm được mấy cây và còn những máy nào thì em quay lốt các bác nhá. Đấy. Cây này là iPhone X bản 256GB, em thanh lý 5.200.000 nha các bác nhá. Tiếp theo thì em quay một con iPhone X cũng là bản 256GB, máy màu đen. Đây, màu đen. Máy full tất cả mọi chức năng, hình thức thì đẹp tầm 95%. Đây, 95%, nói chung là máy nướt thì là nó sẽ có những cái vết xước nhỏ, ví dụ lăn tăn như này thì không thể tránh được đâu các bác nhá. Quan trọng là main zin, màn zin thôi. Pin thì cây này em đã thay pin EU rồi. Pin EU là pin xịn nhất hiện tại về cái dòng pin ngoài. Pin EU và Pisen nhé các bác nhá. Cây này là iPhone X bản quốc tế 256GB này. Đấy, 256GB luôn. Face ID đầy đủ hết các bác nhá. Face ID đầy đủ hết, cây này chắc em đã cài Face ID rồi. Đấy, một phát là nhận ngay nha các bác nhá. Face ID đầy đủ này, pin hiện tại là 100% luôn, pin zin, pin EU nhá. Đấy, cây này. iPhone X này thì nhỏ gọn, kích thước màn hình 5,8 inch. Máy này một sim các bác nhá. X là một sim thôi. Máy này em thanh lý cho các bác là 5.200.000. Tiếp theo em sẽ giới thiệu đến các bác một cây iPhone XS Max màn lô. Máy này thì tất cả mọi chức năng hoạt động ok. Máy này đã thay màn hình rồi nhá. Để chất lượng màn hình thì được tầm 8/10 so màn zin. Dùng cũng rất là mượt nha các bác nhá. iPhone XS Max, kích thước màn hình 6,5 inch. XS Max này thì nó là bản quốc tế 64GB. Máy thì nó full tất cả mọi chức năng, main zin, chỉ có điều là màn hình đã thay thôi. Thì cái cây màn lô này em thanh lý cho các bác là 5.500.000 nhá. Cây này thì pin của nó đang là đây. Cây là của nó pin là 80%, thì em thanh lý 5.500.000 nha các bác nhá. Máy đầy đủ mọi chức năng. Đây, cam trước rất là led này. Các bác nhìn cam trước cực kỳ là led nhá. Cam sau này, cam sau. Máy này thì em thanh lý cho các bác là 5.500.000. Tiếp theo thì em có một cây màn lô nữa, một cây màn lô này nữa. Thì bản quốc tế 64GB, Face ID đầy đủ hết. Máy thì full tất cả mọi chức năng nha các bác nhá. Cây này, máy này thì hiện tại thì pin của nó đang là đây, pin của nó đang là 89%, full tất cả mọi chức năng. Camera 1x này, cam 2x này. Cái cam 2x này thi thoảng nó hơi bị rung một tí nha các bác nhá. Cái con pin 89% này, cái cam sau, cam 2x này thi thoảng nó bị rung một tí. Đấy, em cũng không hiểu tại sao mà cứ lúc nó thi thoảng thôi, nó hiếm khi nó mới bị cái cam 2x này thôi nhá. Bình thường mình mở máy ảnh lên thì thường là cái cam 1x này nó sẽ hoạt động này,
cái cam 1x này nó sẽ hoạt động nha, nó cái là một cái cam này nó hoạt động. Còn cái cam 2x này nó lỗi là thi thoảng nó cứ bị rung rung một tí. Nói chung là chả ảnh hưởng gì đây, khi bấm 2x thì bây giờ là bình thường nha các bác nhá. Đấy, bình thường. Máy này thì có mỗi cái cam 2x có vấn đề tí thôi. Máy này em thanh lý 5 triệu rưỡi nha các bác nhá. 5 triệu rưỡi pin 89%. Tiếp theo thì cửa hàng em còn một cây nữa là cây iPhone XS Max này. Máy này thì bản quốc tế 64GB, pin 85%, máy này thì không có lỗi lầm gì hết, full tất cả mọi chức năng. Bản quốc tế 64GB nha các bác nhá. iPhone XS Max này, bản 64GB, máy quốc tế. Đấy, quốc tế cây này hiện tại pin của nó đang là 85%, máy full tất cả mọi chức năng. Máy màu trắng nha các bác nhé, màu trắng. Hình thức thì đẹp tầm 95%. Đây, hình thức đẹp 95% này, cũng tương đối là đẹp. Đấy, iPhone XS Max nha các bác nhé, XS Max 64GB, em thanh lý 7 triệu rưỡi. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cây iPhone 11 này. 11 màu trắng này là bản quốc tế 64GB. Đấy, máy thì hình thức rất là đẹp, 98% nha các bác nhé, 98%, máy zin full tất cả mọi chức năng. Men zin, màn zin nguyên bản luôn, iPhone 11 bản 64GB. Pin hiện tại đang là 87%, đây em sẽ vào các cái cho bác xem, Face ID phát nhận ngay nhá. Đấy, bản quốc tế này. iPhone 11 bản 64GB, máy quốc tế. Hiện tại thì pin của nó đang là 87% pin zin. Cái pin zin 87% này thì các bác dùng vô đối luôn, cực kỳ là mượt nha các bác nhá. Máy iPhone 11 này thời điểm này giá nó xuống cũng rất là êm rồi, 7 triệu 900 nghìn một máy thôi. Đấy, tặng đầy đủ cho các bác sạc nhanh 20W, ốp lưng dán màn hình cường lực. Rồi mỹ phí ship thì 30 nghìn. Đấy các bác nhá. Bên em thì tất cả mọi máy thì phí ship là 30 nghìn tiền ship. Nhưng các bác lưu ý nha các bác nhá. Còn lại thì bao nhiêu cửa hàng em chịu. Đấy, một cái máy gửi đi thì phí ship nó rất là cao, nó tầm hơn 100.000 đến 200.000 tiền ship. Thì các bác chịu hỗ trợ em 30.000 tiền ship nha các bác nhá. Tiếp theo thì em giới thiệu đến các bác một cây iPhone 11 màu đen này. Cây này thì máy thì là đẹp 98%, full nguyên bản, zin nguyên bản các bác nhá. Đấy, main zin, màn zin, pin zin luôn này. Tất cả mọi chức năng là hoạt động ok hết. Cây iPhone 11 này, bản 64GB. Tất cả mọi chức năng hoạt động ngon lành hết các bác nhá. Đấy. 85% pin. Máy này em thanh lý 7 triệu 800 nghìn nha các bác nhá. 7 triệu 800 nghìn. Full tất cả bộ chức năng. Em quay rất là nhanh thôi. Hôm nay thì em quay mỗi một máy em quay rất là nhanh và em giới thiệu cực kỳ là nhanh để cho các bác theo dõi nha các bác nhá. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cây iPhone 11 Pro Max. Đấy, bản quốc tế 64GB. Máy thì là zin nguyên bản 100% nha các bác nhá. iPhone 11 Pro Max zin nguyên bản 100%. Đấy. Cây này thì lưng đẹp và màn đẹp, chỉ có viền là xước này. Viền phẩy các bác nhá, viền phẩy như này. Đấy, bên này thì đẹp này, cây này nói chung là được tầm 90%, 90% được cái là máy zin nguyên bản luôn, không có lỗi lầm gì hết các bác nhá. Máy này thì iPhone 11 Pro Max bản 64GB, pin hiện tại là 90% luôn, em thanh lý cho các bác 11 triệu 200 nghìn nha các bác nhá, 11 triệu 200 nghìn, đấy, pin 90%. Máy thì tất cả mọi chức năng là hoạt động ok hết, 11 Pro Max, đấy, 11 triệu 200 nghìn một máy iPhone 11 Pro Max thì giá rất là êm rồi. Tiếp theo em giới thiệu các bác một cây màu đen. Đấy, em có một cây màu đen này thì pin 88%, máy cũng là zin nguyên bản luôn, viền xước, viền phẩy như này các bác nhá. Viền phẩy này. Đấy, viền thì nó hơi phẩy một tí. Nói chung là đằng nào thì cũng về dùng ốp thôi, quan trọng nhất là cái máy phải zin. Cái cây này thì main zin, màn zin nguyên bản luôn, kể cả máy là zin nguyên bản luôn các bác nhá. Bản quốc tế 64GB này. Dòng iPhone này em bán, em gửi đi cho rất nhiều bác rồi. Đấy, em gửi đi cực kỳ là nhiều bác luôn rồi, nên các bác không lạ gì dòng iPhone em bán rất là nhiều rồi các bác nhá. Máy thì dùng rất là ổn định luôn. Cây iPhone này thì khi gửi đi em sẽ cài tài khoản iCloud vào đây, còn nếu mà ở cửa hàng thì em sẽ không cài đâu các bác nhá. Ở cửa hàng thì em sẽ không cài, các bác đến đăng nhập iCloud thì vào thì các bác thoát ra cho giúp em. Cây này thì khi gửi đi em cài iCloud vào đây để tránh khi nhận hàng ấy, các bác xem hàng cho các bác login tài khoản vào đây xong về các bác không nhận hàng, thế là cái cây máy này là em chết dở ngay các bác nhá. Thế nên là khi gửi đi em cài iCloud đây, các bác nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán xong em sẽ gỡ tài khoản iCloud từ xa cho các bác nhá. Cây này là iPhone 11 Pro Max màu đen, pin 88%, máy zin nguyên bản luôn, thì em thanh lý các bác là 11 triệu 2 nhá các bác nhá, 11 triệu 200 nghìn. Đấy, các bác nhìn chưa. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác cái dòng Android. Android thì trước tiên em giới thiệu một cây, đây là cây Samsung A8 đời 2015. Máy này thì nói chung là đời nó cũng sâu đời rồi, nhưng được cái là cái khách người ta, cái chủ mà người ta sử dụng trước đây ấy, khá là giữ gìn. Các bác nhìn cái màn hình rất là led nha các bác nhá. Samsung A8 đời 2015 này thì giá chỉ có vài trăm nghìn thôi, các bác có thể vào xem YouTube, xem phim giải trí, đọc báo quá là ngon luôn cái máy này nha các bác nhá. Đấy, màn to. Máy này thì hai sim, nhưng mà một cái khay sim nó bị mất rồi, thế nên là các bác dùng được một sim thôi các bác nhá.
dùng được một sim thôi. Máy thì là máy quốc tế, máy bản chính hãng Việt Nam, hai sim hai sóng, Samsung A8. Đây, em quay chi tiết cái thông tin điện thoại cho các bác xem này. Samsung A8 đời 2018 nhé các bác nhé. Đời 2015. A800 là đời 2015. Máy này thì camera các kiểu vẫn còn ngon lành. Nói chung các bác về để gọi là giải trí, đọc báo thì vẫn còn ngon lành các bác nhé. Giải trí, đọc báo, xem phim, nghe nhạc. Đấy, còn mấy trăm nghìn thôi các bác nhé. Cây này thì em thanh lý là 800 nghìn. Đấy, 800 nghìn nha các bác nhé. Tiếp theo thì em giới thiệu đến các bác một cây. Đây là cây Samsung Galaxy S10. Máy này thì cửa hàng em mới về được cái cây này. S10 này thì nó là cấu hình tương đối là cao nha các bác nhá. Kích thước màn hình của nó là 6,1 inch. Đầu tiên em sẽ quay về hình thức cho các bác xem trước. Hình thức của máy thì máy này được tầm 95% nha các bác nhá. 95% máy thì là em cam kết zin nguyên bản luôn, chưa động chạm sửa chữa bất kỳ một thứ gì. Đấy, iPhone qua đài phải 95-98% ấy. Rất là đẹp các bác nhá. Rất là đẹp, chỉ có chỗ đuôi sạc này nó hơi chảy một tí thôi. Khi mà mình cắm sạc và mình cắm trượt thì cái xung quanh này nó hơi chảy xước một tí ti như này các bác nhá. Đấy, còn lại thì viền vùng rất là đẹp này các bác này. Đấy, các bác nhìn cái viền này rất là đẹp. Máy này là cây Samsung S10 phiên bản của Nhật. Đấy, thế nên là nó rất là ưu ái về con chip luôn các bác nhá. Đầu tiên em sẽ giới thiệu về hình thức này. Hình thức thì được tầm 95-97% nha các bác nhá. Màn hình đẹp, không có vết xước nào hết. Đấy, lưng đẹp này. Lưng đẹp nhá. Màn hình ngon lành. Ở đây màn hình xước một vết nhẹ bằng cái gọi là sợi chỉ tí tí này thôi. Cái này dán màn hình lại là hết. Cái này thì Samsung Galaxy S10. Đấy, S10 này thì có mã hiệu là SC03L, nghĩa là máy phiên bản nội địa của Nhật Bản. SC03L này thì nó chạy con chip Snapdragon 855 các bác nhá. Chạy con chip Snapdragon 855 và được trang bị là RAM 8GB, bộ nhớ trong là 128GB, cấu hình rất là cao. Và Samsung này thì nó chạy cái màn hình là màn Super AMOLED các bác nhá. Màn hình của nó là màn Super AMOLED. Đấy, thế nên là cực kỳ là đẹp luôn, không một vết ám ố nào luôn này. Các bác nhìn này, không một vết ám ố nào các bác nhá. Đấy. Màn rất là đẹp. Màn Super AMOLED này thì hiển thị cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Camera này các bác nhìn, em chụp camera rất là đẹp cho các bác xem nhá. Camera. Đấy, camera nhá. Siêu LED luôn. Camera zoom lên siêu LED. Đấy. Camera. Máy này thì hiện tại thì em thanh lý là 4.300.000. 4.300.000 cây Samsung Galaxy S10 này các bác nhá. Galaxy S10 chạy con chip Snapdragon 855 luôn. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một máy Galaxy Note 10. Note 10 nhỏ nha các bác nhá. Note 10 nhỏ. Note 10 thì nó chia làm hai loại, nghĩa là Note 10 nhỏ này và Note 10 Plus như này. Đây Note 10 Plus như này các bác nhá. Đây nó chênh nhau kích thước màn hình thì nó chênh nhau một tí này thôi. Đấy, nó chênh nhau như thế. Em để gần để các bác so sánh này. Đấy, nó chênh nhau một tí ti như thế nhá. Về thiết kế của nó thì giống hệt nhau. Đấy, các bác nhìn cái thiết kế này, mặt trước mặt sau nó giống hệt nhau luôn. Đấy, cây này hết pin, em sẽ lấy cây này cho các bác xem. Cái trước màn hình của nó giống hệt nhau luôn, nó thiết kế về cái mặt trước nha các bác nhá. Đây, mặt trước giống hệt nhau. Đấy, hai loại nó giống hệt nhau như thế. Đầu tiên em sẽ giới thiệu đến các bác một cây Galaxy Note 10 nhỏ này trước. Note 10 nhỏ này thì nó là máy bản Hàn Quốc, một sim nha các bác nhá và không nâng cấp được hai sim. Máy này thì chỉ dùng được một sim thôi, Note 10 5G. Đấy, Galaxy Note 10 nhỏ 5G. Máy này thì kích thước màn hình của nó là, đầu tiên em quay về hình thức cho các bác xem trước. Hình thức của máy thì đẹp tầm 98% nha các bác nhá. 98% máy em này. Các góc cạnh nhìn rất là đẹp. Đấy. Galaxy Note 10 nhỏ các bác nhá, Note 10 nhỏ. Máy đẹp 98%. Cây này thì máy kia được trang bị là kích thước màn hình của nó là 6,3 inch, máy một sim, RAM 12 và bên trong là 256GB nha các bác nhá. Đây. RAM 12 trên 256GB này, máy full tất cả mọi chức năng. Đấy. Cây này thì chỉ có duy nhất một vết là vết xước trên màn hình này thôi. Đây vết xước rất là ti ti này. Đấy, các bác nhìn em quay này. Đấy, nó chỉ duy nhất một cái vết xước rất là bé này các bác nhá. Đấy, nó không vào màn hình đâu. Đây cho em mở sáng lên này. Đấy, nó ở mép ngoài. Cái này nó ở mép ngoài nha các bác nhá. Đấy, nó ở mép ngoài. Một vết xước bé này thôi. Còn lại thì rất là đẹp này, màn hình đẹp. Keng luôn, không một vết ám ố vết lưu ảnh nào các bác nhá. Đấy. Hiện tại thì Note 10 này em thanh lý cho các bác cây này là 5.200.000, máy rất là đẹp luôn. Note 10 kích thước vừa phải nha các bác nhá. 6,3 inch không quá to mà lại trang bị tất cả mọi tính năng của một cái con flagship. Cam trước này, cam sau này. Ngon lành hết các bác nhá.
Cây này em thanh lý 5.200.000, 5.200.000. Tiếp theo thì cửa hàng em còn hai cây Galaxy Note 10 Plus, màu một cây màu đen và một cây màu trắng này nữa. Một cây màu đen, một cây màu trắng. Thì hình thức thì đẹp tầm 98%. 98%, nói chung là nó có xước nhưng mà nó xước rất là hiếm, rất là nhỏ các bác nhá. Nói chung là hàng lướt thì không tránh được nhưng mà máy rất là đẹp rồi. Đây này, có ai nhìn chưa? Đấy. Các góc cạnh luôn. Galaxy Note 10 Plus này thì em giới thiệu nhanh về cấu hình cho các bác nha. Kích hình thức thì đẹp tầm 98% rồi. Màn hình thì màn Super AMOLED 2K này. Cây này thì được trang bị cấu hình RAM 12 và bộ trong là 256GB nha các bác nhá. RAM 12/256GB này. Đấy, 12/256GB. Máy full tất cả mọi chức năng, camera các kiểu ngon lành, cắm trước cắm sau. Đầy đủ hết các bác nhá. Máy full tất cả luôn. Đấy, iPhone Galaxy Note 10 Plus. Note 10 Plus này thì sẽ dùng được 2 SIM 2 sóng và nó sẽ dùng được 5G tại Việt Nam nha các bác nhá. Đấy, khi mà thị trường 5G Việt Nam nó sẽ hỗ trợ tối đa thì các bác sẽ dùng được cái cây này 5G, mạng 5G. Máy 2 SIM 2 sóng, RAM 12/256GB, màn hình đẹp không có vết ám ố nào hết. Đấy, trong vắt từ trên dưới không có ám ố vết nào các bác nhá. Trong vắt từ trên dưới luôn này. Đấy, hai máy đều là trong vắt luôn nhá. Máy trắng này thì nó hết pin rồi nên em không giới thiệu được nhiều. Máy trắng này cũng thế, trong vắt luôn. Hiện tại thì em thanh lý máy này là 7.200.000, 7.200.000 một máy nha các bác nhá. Máy đẹp 98% luôn. Tiếp theo em giới thiệu đến các bác hai cây Samsung Galaxy A71. A71 này thì máy hình thức thì đẹp tầm 98%, màn zin nguyên bản các bác nhá. Galaxy A51 này. Đấy. A51 này thì được trang bị cấu hình rất là cao, màn hình của nó là màn Super AMOLED 6.7 inch, 2 SIM 2 sóng đầy đủ, máy chính hãng của Samsung Việt Nam. Đấy, Galaxy A51, A71 các bác nhá. A71 này thì chạy qua chip Snapdragon rồi, rất là mượt các bác nhá. Máy 2 SIM 2 sóng này. RAM 12 à RAM 8/128GB. Đây RAM 8/128GB. Tất cả những cái máy mà bản quốc tế tại Việt Nam ấy thì thường là nó sẽ dùng RAM 8/128 là chính các bác nhá, hoặc RAM 8/256. Đấy. Bản tại Việt Nam thì nó sẽ dùng RAM 8GB, còn những cái máy bản Hàn thì nó sẽ ưu ái hơn một chút là RAM tận 12GB. Cây này thì máy full tất cả mọi chức năng, pin 4.500, máy gọi là nói chung là đầy đủ mọi yếu tố, máy đẹp. Các bác về dùng cây này thì quá là bền luôn. A71 các bác nhé. A71 này thì máy chính hãng rồi, các bác dùng được mọi tất cả mọi tính năng của Samsung Pay các kiểu ngon lành. Máy này thì màn đẹp không có ám ố vết nào, trong vắt từ trên dưới nha các bác nhé. Cây này em hiện tại em thanh lý là 4.700.000. Đấy, 4.700.000 một máy Samsung Galaxy A71 này, rất là đẹp. A71 nha các bác nhé. Tiếp theo thì em giới thiệu lốt một cây cuối cùng. Đây là một cây Oppo Find X2. Oppo Find X2 này thì được trang bị cấu hình rất là cao. Đầu tiên em giới thiệu về hình thức cho các bác trước. Máy này thì hình thức thì đẹp tầm 90%. Lưng đẹp, màn đẹp, chỉ có viền là phẩy một chút, viền hai đầu phẩy các bác nhá. Hai bên hông này thì đẹp này, bên trên thì nó phẩy này, bên trên phẩy này. Máy thì là zin nguyên bản luôn. Oppo Find X2, đấy, bên trên phẩy như này các bác nhá. Cây này thì màn hình của nó là màn cây này màn hình Super AMOLED 2K luôn các bác nhá. RAM 12 và bên trong là 256GB. Đấy, RAM 12 và bên trong là 256GB. Oppo Find X2. Cây này chạy có chip Snapdragon 865 này. Đấy. RAM 12+3 này, Android 12, máy nói chung là rất là ngon. Màn hình của nó cây này cực kỳ là đẹp các bác nhá. Màn hình cực kỳ là đẹp luôn. Hiện tại thì em thanh lý cây này là 6.900.000. 6.900.000 cây Oppo Find X2 này. Find X2 này nó là flagship của dòng Oppo nha các bác nhá. Nó là flagship của Oppo nên là giá, nên là cái chất lượng hoàn thiện của nó rất là tốt luôn. Đấy, bác nào mà yêu thích cây nào thì các bác cứ gọi điện cho em sẽ ship cho các bác đến toàn quốc luôn. Các bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác bấm vào đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên. Hàng ngày thì bên em sẽ quay video thanh lý điện thoại cũ. Các bác sẽ là người được xem đầu tiên và lựa chọn mẫu nào thì các gọi điện và nhắn tin cho em sẽ tư vấn cho các bác và em sẽ gửi hàng đi cho các bác nhé. Rồi xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác, hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo.